xin chào quý vị và các bạn. quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh youtube cafe land. ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý mời quý vị cùng theo dõi. tổng bí thư nguyễn phú trọng và những điều đặc biệt chưa từng được tiết lộ. ông nguyễn đức hà, nguyên phụ trưởng ban tổ chức trung ương đã tiết lộ thêm một số chi tiết về thân thế và sự nghiệp của tổng bí thư nguyễn phú trọng, nhân dịp bất ngờ về sự ra đi của ông. ông nguyễn đức hà đã có nhiều năm gắn bó với công tác xây dựng đảng tại ban tổ chức trung ương và từng là thành viên tổ giúp việc Bộ Chính trị, ban bí thư chỉ đạo thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 11 về xây dựng đảng, ghi nhận thông tin từ báo Dân Trí. Ông chia sẻ về sức khỏe yếu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua và sự xúc động của mình khi nhận được tin tức về tình hình sức khỏe của ông, cũng như khi nghe về quyết định của Bộ Chính trị trao tặng huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của đảng, nhà nước cho ông. Ông Nguyễn Đức Hà cảm thấy tiếc nuối khi chia sẻ về dự báo trước về một sự kiện chặn lành sắp xảy ra. Bằng cảm xúc chân thành, ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh sự mất mát lớn của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, cùng với việc cung cấp thêm thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, những điều mà nhiều người chưa được biết. Điều này cũng là một sự biểu thị tôn kính cuối cùng đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời thể hiện sự chia sẻ sâu sắc đến giao quyến của ông. Kỷ lục về thời gian trưởng thành và phát triển Một, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong hai tổng bí thư có tuổi đời cao nhất khi đương chức trong các tổng bí thư của Đảng. Ông sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại xã Hội Phụ, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh. Nay là xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ngày 14 tháng 4 năm nay, ông vừa tròn 80 tuổi. 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong số ít người được kết nạp vào Đảng khi đang là sinh viên năm thứ tư, khoa Ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông cũng là một trong những sinh viên xuất sắc của trường nên được viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp với chủ đề Phong vị ca dao dân ca trong thờ Tấu Hữu. Có lẽ vì duyên nợ với thờ Tấu Hữu và thờ Tấu Hữu đã ngấm ngầm vào tâm hồn của ông từ thuở sinh viên, nên trong các bài viết, bài phát biểu của mình, Tổng bí thư Nguyễn Phúc Trọng hay trích dẫn thờ Tấu Hữu ngày 2 tháng 2 năm 2023, khi nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mượn thờ tấu hữu khi đang ở trong nhà tù của thực dân Pháp để thay cho lời hứa của mình với đảng. Còn một giây, một phút tàn hơi, vẫn còn chiến đấu quyết không thôi. Trong tác phẩm tin tưởng và tự hào dưới lá cờ vẽ vang của đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, Tổng bí thư cũng mượn thờ tấu hữu để nói lên niềm tự hào và lòng tin son sắc đối với đảng của mình. Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt, đảng ta đây sương sắc gia đồng, đảng ta muôn vàng công nông, đảng ta chung một tấm lòng niềm tin. Và thật cảm động dịp Tổng bí thư thắp hương viễn bác ở nhà 67 và thăm phụ chủ tịch. Khi được nhận trái bưởi từ vườn cây của bác, Tổng bí thư lại xúc động, ngàn ngào, đọc bốn câu thơ của nhà thơ Tấu Hữu. Trái bưởi kia và ngọt với ai, thơm cho ai nửa hởi hoa nhài. Còn đầu bóng bát đi hôm sớm, quanh mặt hồ in, mây trắng bay. Và sau 24 năm công tác, từ một sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường về công tác ở tạp chí học tập, nay là tạp chí Cộng sản, kể cả gần 5 năm đi học ở trường đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương và ở Liên Xô, ông đã trở thành người đứng đầu tạp chí Cộng sản, cơ quan nghiên cứu, lý luận chính trị của đảng, tương đương bộ trưởng. Đây là một kỷ lục về thời gian trưởng thành và phát triển của cán bộ mà ít người có được trường hợp đầu tiên được bầu làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. 4. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đầu tiên được đại hội đại biểu toàn quốc của đảng, cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng ra quyết nghị về việc tiếp tục tái cử ban chấp hành trung ương khóa 13 và đề nghị ban chấp hành trung ương bầu giữ chức tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp vì điều lệ đảng hiện hành quy định chức danh tổng bí thư không giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. 5. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham gia ban chấp hành trung ương bảy khóa từ khóa 12 đến khóa 13, tham gia Bộ Chính trị 6 khóa, từ khóa 13 đến khóa 13 là đại biểu quốc hội 5 khóa, từ khóa 11 đến khóa 15. Ông cũng có 4 khóa là lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước, trong đó một khóa làm chủ tịch quốc hội và ba khóa làm tổng bí thư của đảng, khóa 11, 12, 13. 6. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người Việt Nam thứ ba sau Bắc Hồ và tổng bí thư Trường Chinh, vừa là người đứng đầu đảng, vừa là người đứng đầu nhà nước. Trong thời gian giữ chức Tổng bí thư khóa 12, ông có một nửa nhiệm kỳ vừa làm Tổng bí thư, vừa làm Chủ tịch nước. Như vậy, sau đúng 50 năm kể từ khi bác mất, người dân Việt Nam mới được nghe thờ chúc Tết lúc giao thừa của Tổng bí thư, đồng thời là Chủ tịch nước. Giao thừa năm 2019, ông trích mấy phần thơ. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng lợi tin vui khắp nước nhà, cả nước hân hoan mừng xuân mới. Khải Hoàng ta viết tiếp bài ca. Giao thừa năm 2020, ông lại đọc thơ chúc Tết. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay cả nước chắc càng thắng to. Hòa bình, hạnh phúc, ấm no, rằng danh tổ quốc, cơ đồ Việt Nam. Tổng bí thư có học hàm, học vị cao nhất. 7. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư của đảng có học hàm, học vị cao nhất từ trước đến nay. Ông là giáo sư, tiến sĩ chính trị học, chuyên ngành xây dựng đảng. Năm 1992, ông được nhà nước phong hàm phó giáo sư và năm 2002 được phong hàm giáo sư. Ông từng có nhiều năm làm phó chủ tịch, rồi chủ tịch hội đồng lý luận trung ương, trưởng tiểu ban văn kiện đại hội đảng toàn quốc, trực tiếp chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị và để lại nhiều dấu ấn trong các văn kiện của đảng từ đại hội 9 của đảng đến nay, đang chuẩn bị văn kiện đại hội 14 của đảng. 8. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một vị tướng trong cuộc chiến chống giặc nội xâm. Với trách nhiệm là tổng bí thư trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ông đã cùng Bộ Chính trị chỉ đạo quyết liệt với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, không chịu bất kỳ sức ép của tổ chức cá nhân nào, nhưng lại rất nhân văn, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân ái, nhân tình và tâm phục, khẩu phục. Do đó, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực chưa bao giờ được chỉ đạo chặt chẽ, bài bản và thực hiện mạnh mẽ quyết liệt, có hiệu quả như những năm gần đây. chính Từ nhiệm kỳ đại hội 12 của đảng đến nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa trực tiếp làm bí thư quân ủy Trung ương, vừa tham gia ban thường vụ đảng ủy Công an Trung ương. Đây là trường hợp đầu tiên mà tổng bí thư của đảng trực tiếp tham gia ban thường vụ đảng ủy Công an Trung ương. 10. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, là một hình mẫu tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là một tấm gương trong sáng về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tình yêu, kính trọng và học tập, nói theo. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh youtube Cà Phê Lan. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Những kỷ niệm đáng nhớ của bác sĩ Hà Khắc Tiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và nguyên trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp tục chia sẻ về những kỷ niệm chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo báo Tuổi trẻ Online, ông là một lãnh đạo luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác y tế với sự khiêm nhường và kỷ luật khi trở thành bệnh nhân. Ông luôn tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ định y khoa và tôn trọng tất cả các bác sĩ điều trị. Bà Kim Tiến nhắc lại vai trò của mình trong ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, cùng hội đồng chuyên môn, nơi mà ông trọng được chăm sóc qua các cuộc hội trần. Các chuyên gia hàng đầu từ các lĩnh vực khác nhau đã cùng nhau xây dựng và thực hiện các phác đồ điều trị nghiêm ngặt nhằm phục hồi sức khỏe và khả năng làm việc của ông. Bà Tiến nhớ lại những khoảnh khắc khi cùng giám sát và thực hiện các phương án điều trị, với ông trọng luôn tỏ ra dễ tính, hiền hòa và luôn lạc quan trước những thử thách khó khăn. Ông thường đùa với các nhân viên y tế và gọi tên họ theo cách thân mật, tạo ra một môi trường thoải mái và gần gũi. Đặc biệt, bà Tiến nhớ đến sự quan tâm đặc biệt của ông trọng đối với chế độ dinh dưỡng và việc ăn uống của mình. Mặc dù có những đề xuất điều chỉnh, nhưng bà Tiến luôn giữ vững quan điểm để đảm bảo ông trọng có được chế độ ăn uống đúng như các bác sĩ đã chỉ định, nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi sức khỏe. Cuối cùng, bà Kim Tiến chia sẻ về những ngày cuối cùng của ông trọng, khi các chuyên gia và cộng sự đã ghé thăm ông, chia sẻ và hát những bài hát mà ông yêu thích. Với nghị lực phi thường và sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, ông trọng đã vượt qua khó khăn để trở lại hoạt động bình thường trong cuộc sống và công việc. Bà Tiến nhớ lại những kỷ niệm này với sự xúc động, nhấn mạnh tình cảm sâu sắc và lòng biết ơn đối với một lãnh đạo với tâm hồn nhân ái và sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe cộng đồng. thank mm -hmm. you